lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Hát đi chị, chị hát ra, bây giờ hát ra cô chú, giờ là chị thể hiện tài năng đó cô chú. Rồi hát đi. Rồi, không cho mẹ cầm luôn. Bán chưa đó mày? Tìm lại đi, hãy tìm lại trong mỗi người để ta không thấy ta như lúc này. Rồi chơi đây là đánh nhạc, là đánh nhạc. Rồi xong. Rồi lại đánh đàn đi, lại đánh đàn đi. Rồi. Đường sắt quá dài. Rồi đánh đàn, đánh đàn. Rồi chưa, thấy còn tay chưa cô chú. Rồi giờ dặn nút nè. Coi chân, coi chân ngã đàn nha. Nhẹ thôi. Nhẹ. Đó, giờ dặn nút. Phá, nó phá ban nhạc của ông ngoại trứng luôn. Phá cái ban nhạc của ông ngoại trứng luôn cô chú ơi. Rồi hát đi, hát đi, hát đi, quay lại hát tiếp. À, phá cái đàn tiếp theo. Guitar bass. Ngứa, phá xong ngứa. Rồi lên. Ôi trời trời trời. Rồi lên hát nè. Đi hát vô. Ai trời ơi, trời ơi, dữ vậy. Trời ơi. Rồi nãy thấy mẹ lên hát á, mấy nay về Việt Nam mà thấy mẹ hát vậy đó. Ui cha ơi. Quá luôn rồi cô chú ơi. Mày nhảy vậy hai chay, mày nhảy vậy hả con? Giỏi quá mà con gái của mẹ luôn á. Mày đúng như vậy chứ, hai phai cái cây. Thôi rồi, tao hát nè. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, trúng mỏ, dập mỏ. Hát mà giống như nó muốn nuốt miền video giống như mẹ nó luôn rồi. Rồi nhảy sao, ma mày nhảy sao? Đó, đàn đó, đó. Ngồi cái cây đàn luôn. Ngồi đàn như đàn bầu luôn đó. Đây, đây, mày lấy micro xuống chưa? Thì mày lấy xuống chưa? Đây nè, rồi, hát đi. Rồi, hát đi. Yeah, yeah. A B C D E F G H. Quay qua đây, quay qua đây. Quay ra đây. Ở nè. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S. Trời dâm chân. T U V W H Y N Z. Phải không? Twinkle twinkle. Trời ơi trời. Nóng không? Này coi coi vậy gì? Alo 1 2 3 4. Alo. Xạo đâu có điện đâu. Ấy xạo quá. Đang đi. Rồi giờ chơi bolero đi. No, không chơi bolero hả? Rồi thôi chơi gì? Dạ. Nhắn lên nè, đây mày nhắn lên kìa. Rồi hát đi. Nhảy luôn, nhảy luôn, nhảy luôn. Nhảy luôn, nhảy luôn, lắc chân luôn. Đó, vừa đàn vừa hát luôn. Trời ơi, dục micro luôn, ca sĩ gì lạ lùng vậy. Ca sĩ hát mày còn là vừa dục micro luôn mày chết rồi. Hên là cái micro này là micro dởm đó nha. Micro để dùng để đánh nhạc cụ á. Chứ mà còn micro hát là đền thấy thấy bà luôn đó nghe chay nha. Làm sao? Thích lên. Sao bên đây bà dân trào cảm xúc gì không biết. Vậy mẹ đang quay con mà. Rồi vô vô vô. Mì đâu đâu. Nè hát nè.
Đêm nay lặng lẽ sương mù về giăng trên mạnh tình quê. Có ai để buồn chất chưa sơn khê. Này là đây hả mẹ? Có nhịp đàn lưu luyến con đường đê. No no. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bỗng thấy vương nặng bao nỗi sầu. Chay mà mốt làm đi chay nha cô chú nha. Dặn nút rồi dữ lắm. Lúc nào cũng dặn hết á, dặn. Té lẽ từ lưa. Xong chưa, dặn xong chưa. Mấy cái đèn này hả, chiếu quá luôn. Không biết cô chú thấy video này cô chú thấy rõ không biết. Thôi đi. Tại đây là Chay đang đứng trên sân khấu nên là cô chú cứ có thể tưởng tượng được cái cảnh mà sau này Chay đứng trên sân khấu là sao, gương mặt của Chay sẽ nhìn như thế nào. Vô phá tới trống nè. Ngồi hả? Con ngồi con chầm đâu có được đâu mà con ngồi. Coi chừng nha, gai, 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 thấy chưa? Gai nè, thấy chưa? Hoa hồng là có gai đó con. Hoa hồng là cũng có gai hết à, coi nè. Thấy chưa? Be careful, ok? Đừng có đụng vô nghe không? Mở làm chi cái đó bia đó, mở làm chi. Mở đi con, mở đi. Trời ơi, tôi mở quà. Trời ơi, răng chắc chữ. Nó là đã đang thi coi răng ai chắc hơn đó con. Dùng tay nha con, dùng tay xé ra con, dùng tay xé ra, đúng rồi. Nghe không? Tôi thấy cô chú thấy nó hiểu tiếng Việt kia chưa? Kêu dùng tay là nó dùng tay gì nha. Trời ơi, coi xé một cách. Trời ơi, chơi gì ai xé cho nổi. Coi coi trong đó có gì trong anh. Trời ơi, cô gái bằng nhất nước, nước Việt Nam. Ôi giời ơi, nó gỡ, nó gỡ một cách bất chấp luôn con chú ơi. Đó, nó gỡ bất chấp luôn rồi. À, ôi giời ơi, ghê quá. Để coi thử coi nó làm nổi không nè. Coi nó có làm nổi không nè. Đó, nó kiếm đường khác, nó kiếm đường khác. Trời ơi, rồi cuối cùng nó cũng mở ra được tập. Cái này là hành trình mở quà của Chay thật là vất vả. Ôi ơi. Nó mẹ ơi. Giúp con. Please. Ngồi xuống mày giúp, ngồi xuống đàng hoàng mày giúp. À, mày giúp Chay nha. Con nói thank you mommy. Con chào cô chú đi, chào cô chú đi. Hello cô chú đi. Cô này chay nghe nè. Rồi mở ra. Mở ra. Mở ra. Mở ra. Đó, ngon lắm. Hộp gà lá chanh. Ăn con. Ngon hơn không phát nha. Không, không ăn không phát. Em ăn. Rồi cay. Đừng ăn cay lắm. Cay quá, con hơi lười ghê. Nó cay mà cũng ăn. Lười dữ sợ luôn á. Trời ơi, bây giờ nó gỡ tới cái thùng này ra nữa rồi cô chú ơi. Dép đâu, để lên đây mày cổng. Lên đây mày cổng, lại lên. Không nha. Lên đây mày cổng, lại lên. Nghe là mày làm mày cổng nè, mày làm mày cổng nè. Lên đây mày cổng, lên đây mày cổng, lên đây mày cổng. Lên đây mày cổng. Lên đây. Bà cộng đi chợ trời. Đi đâu?
hả? Rồi giờ đây dép đâu, dép mang vô, mang vô dép dây đâu? Ờ, ăn đi con. Nè cô chú nè, coi có được không? Không không để ý nó chút, nó đi lục cái son môi ở trong cái vỏ này ra, nó ngồi nó im lặng. Nó im lặng, nó ngồi nó sơn môi. Có được không? Ai mà sơn môi cái môi không? Sơn môi gì? Sơn môi. Nó sơn môi nữa đó. Cái môi không sơn quất lên tới cái mũi luôn, giống như chảy máu cam vậy. Khổ. Tôi nghe ngồi, tôi nghe nó im im là tôi nghi rồi. Mà đang nằm mệt quá, nằm nhắm mắt lại. Nằm im im mở mắt ra thấy nó trốn ở dưới đó, đó. Trốn ở dưới cái bàn đó đó. Hay sơn môi dưới có được không? Không. Không có ra cái sơn môi đó, cái sơn môi đang để trên nó đó, đó, sơn môi đó. Nghe im im là thấy sợ rồi. Ra đây cô chú coi coi. Mèo ra cái kẹp tóc đó, kẹp tóc à, mèo đó, kẹp tóc lên đi. Hả? Cột tóc lên đi. Đó, bé mèo. Có đâu cục pin của mẹ đó, cất cho mẹ cục pin đi. Ừ, cô chú coi được đời với nó không? Chịu không nổi luôn. Bỏ lên. Ăn là cứ nói thiệt điệu hạnh, sơn môi, sơn móng tay. Để đây lại cho cô chú coi sơn móng tay đâu, móng tay đâu. Móng tay con nào, móng tay con đang màu gì đâu, lại cho cô chú coi coi. Giờ có ngủ không? Giờ có ngủ không? Đó, cô chú ơi, Trang mới ngu dậy nè. Đó, coi khuôn mặt mới ngu dậy là điềm đạm chứ sao. Đó, trốn, coi được không? Đó, cô gái ngu dậy điềm đạm quá. Bất cỡ và e thẹn không? Ra đây. Ngồi xuống rồi, ngồi xuống. Ra đây. Một, hai, ba. Vén bức màn nhung đi. Vén lên. Vén lên. Coi được rồi không? À. Ra đây chơi. Gì con? Con đổ đó ra làm chi vậy? Hả? Đổ đó ra làm chi? Bỏ vô lại. Con ngủ xong cái đầu tóc nè. Đầu quần tóc rối. Lau mặt rồi đấy chứ mà lau nó cũng không có ra hết cái vết bẩn luôn. Không vết sơn môi luôn. Phải lau từ từ, lau từ từ. Tại vì không có cái đồ remove cái trang điểm. Không có cái makeup remover. Tẩy trang. Chị mới đi siết về nên phải tẩy trang. Và tẩy mấy cái nửa đường buồn ngủ luôn. Đó. Coi được không? Vậy mà vui cười làm sao? Bỏ vô đi. Bỏ vô đi con. Bỏ vô đi. Ừ, thấy gì không?